Sau hai đợt xả lũ liên tiếp vào giữa tháng 11 và gần cuối tháng 12, cộng thêm tình hình mưa lớn kéo dài, gây lũ cục bộ, ngập úng và thiệt hại nhiều vùng sản xuất rau trọng điểm của huyện Đơn Dương như Lạc Xuân, Lạc Lâm, Lạc Viên, v.v. đã làm sụt giảm đáng kể năng suất và sản lượng rau trên địa bàn. Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, hơn 1.700 hectare rau đã bị mất trắng trong hai đợt lũ vừa qua, nhất là các khu vực sản xuất dọc sông Đa Nhiêm. Tuy đứng trước nhiều khó khăn, nhưng hiện nay nhiều công ty, hợp tác xã và vựa rau tại Đơn Dương đã nhanh chóng hợp tác với nông dân phục hồi sản xuất để đảm bảo cung ứng cho các thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều nhà vườn cũng đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại để bắt tay vào sản xuất. Việc sản lượng rau sụt giảm mạnh do mưa lũ đã khiến các mặt hàng nông sản chủ lực ở Đơn Dương như cà chua, cải thảo xuống tăng giá gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Đây cũng là đợt rau củ ở Đơn Dương đội giá cao thứ hai trong vòng 2 tháng qua. Hiện Đơn Dương có khoảng trên 24.000 hectare rau các loại được trồng mỗi năm. Tính đến hết năm 2016, lượng thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 30 đến 40.000 tấn, thịt lợn khoảng hơn 100.000 tấn, thịt bò khoảng 90.000 tấn. So với tổng sản lượng thịt của Việt Nam sản xuất ra là 6 đến 7 triệu tấn.